trở lại lời gửa ba thứ. Sợ nhất là gửa thánh nhân, chẳng ai sợ. Thứ hai là phải nên sợ cái số mệnh của mình. Giờ cái số của mình nó kiểu nào đi nữa, nghèo thì nghèo, nhưng mà cái số mệnh có thể thay đổi được. Đó là mình tu tập, mình biết cái số mệnh mình xấu, mình tu tập, mình thay đổi thì mình trở thành, mình thay đổi được cái số mệnh. Còn lời thánh nhân không ai thay đổi được, thì cái đó mình phải đáng sợ. Số 1, tại trên nói sao là làm vậy. Cơ vận đi hàng nghìn năm nó cũng như cùng phim vậy. Kiệt là được coi phim trước thì Kiệt nói. Còn nhà quý vị 8 tỷ người chưa được coi phim thì ghé mà nghe, nó sẽ xảy ra thiệt hết. Tới ngày hôm nay 5 năm gì cũng trúng thôi. Cho nên cái số 2 có thể thay đổi được nha, số mệnh của mình. Giống như kiểu ông Liễu Phàm Tứ Quấn á, ông thay đổi được á. Cái thứ ba là sợ đại nhân. Đại nhân là giống như sợ Bác Trọng, sợ Bác Chính, sợ Bác Tô Lâm đồ á, gõ cửa rồi cái đốt củi đốt lò, ai có tiền á là sợ. Hiện giờ là người giàu là khổ nhất ở Việt Nam, đúng không? Là sợ đại nhân. Cho nên giả bộ nghèo đúng không, còn nhiêu tiền chôn gốc cây không, trời sống kiểu đó đi rồi sống. Sau này cứ đóng thuế cá nhân đi cho là ta xài thoải mái, chạy 10 chiếc Rolls Royce cũng được, ngày chạy 1 chiếc cũng được. Chứ còn hơn là để chờ già rồi tiền sao xài, tiền nó xài theo cái tuổi. Ví dụ như cỡ cường đô la tuổi trẻ rồi cầm chiếc xe 1 triệu đô rồi lái coi nó mới ngầu. Nhưng mà cỡ ông già như cỡ này 80-90 tuổi lái ai coi. Mà cứ lo sợ Bác Tô Lâm với Bác Trọng hoài thì làm sao mà xài tiền, thì mình quên đi ha. Thì cho nên sợ đại nhân thì cũng nên sợ, nhưng mà nó cũng không có phải đáng sợ. Là tự vì những đại nhân này cũng sẽ trả cái nghiệp của đại nhân. Đại nhân hôm nay á, ăn trồng cái nào thì ăn cái đó, bắt người thì múc người bắt lại, đốt củi thì múc người ta sẽ đốt mình lại thành than. Chuyện nhân quả mà, đó mình không phải lo, trên tính mấy cái đó rồi. Thì hai cái sao không đáng sợ mà lại sợ. Cái đầu tiên á, thật sự phải đáng sợ mà người ta lại không sợ. Sợ để làm chi? Sợ để quay đầu, để mà giữ cái thần hồn, giữ cái xác. Biết được cơ vận, mình biết được thời cuộc nó sẽ biến chuyển như thế nào. Tại vì cái trí tuệ con người không có nào tính cũng không bằng ông trời tính. Khi mình biết được thời cuộc thì mình vận dụng thời cuộc để mình lập cơ đồ tương lai cho bản thân của mình, khỏi bị đốt củi đốt lò, cho con cháu mình nó có tương lai sáng hơn, nó không còn ngu muội như bây giờ bị nhồi sọ giống như đám zombie bệnh. Tối ngày cứ giống như đám mấy cái mà tăng ni cái clip kia rồi á, Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm đi tu rồi, nói đi tu đi ca, Hồ Chí Minh muôn năm ông đang địa ngục mà càng ca chừng nào với ông càng đau đớn chừng đó, đó rồi vô minh á. Ngồi ở đây có vườn hoa đẹp, chịu nắng một chút nhưng mà lên hình thì đâu có thấy nóng đâu, có cái nón cũng ok. Đây, thứ bảy lên đây rảnh rảnh ngồi nói chuyện làm ra cái clip luôn, hỏi về nhà khỏi làm. Còn bữa nào ở đây trời mưa trời lạnh rồi thì làm cái clip ở trên nhà mình nói chuyện vu vơ mình vậy đó, và ba tiếng nhiều khi nói cái đó còn hay hơn nói kiểu này. Nói kiểu này quý vị đi lung tung, còn nít thì khóc rồi đi làm tùm lum hết, nó làm mình không có tập trung nhiều quá không, nhưng mà cũng được, cũng có cao đồ rồi cãi qua cãi lại với mình cũng vui nè. Có đệ tử tươi rồi cãi qua cãi lại cũng vui, cứ việc cãi. Thời xưa thì khác thời nay là đệ tử có quyền cãi với thầy láng hết, thầy nói sai là cãi tại chỗ luôn, thầy nhất định là không cắt một cái chút nào trên clip hết, có nhiều là để nguyên si bỏ lên mạng luôn, vậy mới chịu chơi phải không, giờ làm thiệt đâu sợ lửa. Mục đích của mình không phải là ngã mạng,
mục đích của mình ở đây Thiên Long Sơn, Thiên Tướng Kiệt và Thiên Tâm, đạo Thiên Tâm không phải là ngao mạn, đó là một cái cơ trời, một chiếc thuyền Bát Nhã của một cái thời đại tận thế, của một cái thời cuộc gọi là bỉ cực, sẽ đi đến Thái Lai của Hạ Nguyên qua Thượng Nguyên, Phật Thánh Tiên hạ phàm nước Việt. Thì mục đích cha mẹ cho Kiệt tái sanh mang thân người, người Việt, vì người nước Việt sau này sẽ là lãnh đầu thế giới về tôn giáo. Một cái nước nhỏ bé, nhưng mà sau này về tâm linh và hiền từ nhất thế giới, thì sẽ được mọi quốc gia trên khắp năm châu sẽ kính nể và sẽ support. Rồi những thế hệ con cháu của mình nó không còn bị ô nhục như những thời nay. Cho nên Kiệt hạ phàm vô nước Việt. Nhưng mà ngay cái lúc này á, thì lại bị chính người bản của mình cùng tiếng nói với mình, vùi dập mình, sỉ nhục mình, chửi rủa mình tối ngày. Nhưng mà Kiệt nhẫn nại 5 năm nay, cha mẹ lúc nào cũng khuyên sau lưng mấy chư thiên với mấy Phật, nói con hãy nhận nại với Đức Thầy là sư phụ thường xuyên dạy dỗ. Về họ không biết không có hẳn là không có tội nha, đó là tự mình làm mất đi cái phước của mình. Mục đích của Kiệt chỉ là cái lạ, kênh Ngôn Tiếng Việt Official là cái lạ, cho nhân loại biết có cái lạ. Cái lạ để làm chi? Mình nói giả sử 4-5 năm trước, thời mà Kiệt lên, Kiệt báo động Covid, Kiệt báo động rồi bao nhiêu chuyện mà Kiệt làm á, là để cho họ biết có một người lạ, để họ biết thức tỉnh là có thần linh trên đầu mình bà tắc, có Thượng Đế đang tính sổ cái trái đất này. Rồi họ cũng vẫn lơ, không tin. Thì qua tới vụ ông Trump hôm nay ông trở lại quyền lực, cũng không tin. Rồi bây giờ qua tới thằng Nga mà hồi nãy mình nói là giàu có nhất thế giới, mà hôm nay sắp một cái đất quốc gia sắp điêu tàn á. Quý vị nói bảo đảm quýnh hoài ông thắng, ba cái nhang đã đốt lên rồi cháy hết, bữa hổm mấy vị chứng rồi làm sao thắng. Mấy ông mà có cánh đứng ngay sân ngay đây nè, bữa mình cúng á, cái đợt hồi năm ngoái, mấy ông thổi một cái là bảo tiết 40 cây số xe tăng ra sao thắng. Thế mà nghe mà gần bắt đầu dùng dương võ rồi lên á, là trên bắt đầu ra chiêu rồi, lúc nào cũng bị trên kèm chế thì làm sao thắng. Bởi vậy nói cứ đánh đi, nó chết thì chết, sống thì sống, để cho nó tàn hết, cho nó yếu xuống. Rồi đến lúc mà hiện bây giờ là thằng Nga đang yếu. Rồi thêm cái thằng Trung Cộng á, mỗi một ngày mà bị cấm vận kinh tế rồi bị gào hết, rồi cờ tàn mà lại tính đường để xe, bữa nay họp với 5 cái nước mà ở phía bên Trung Á vậy đó, là mấy nước dởm đâu có đáng gì. Để chọc tức người ta, để cho Mỹ nó mau đánh cho lẹ, tại Mỹ nó không muốn đánh. Nó, tại vì nó đang nghĩ là mấy ông mày là dân homeless, dân không có cái gì để mà sợ mất hết, giống như chén đũa cái gì, chén kiểu với miệng dùi vậy đó, nó để cho mày tự đói tự chết, rồi cho hai thằng cùng gần chết le lưỡi. Rồi lúc đó tao tới tao dùng cái chổi tao quét một cái là hai thằng mày xong, nó đâu cần phải đánh. Đó là cái chiêu mà thế giới đang đi, chục kia chọi với đồng minh là vậy, còn chục á là những cái thằng vô minh nó không biết cứ theo chục. Mà bữa nay nước Việt mình á xe chỉ làm sao á, mấy bác đến đường cùng á, cho nên Việt Nam bắt đầu đi theo đồng minh đúng không, theo mà đồng minh cũng đâu có chịu chấp nhận liền đâu được. Để tao bớt được thằng rảnh tay á, thì khi tao đánh Trung Cộng á, mày đừng có cho nó mượn Sài Gòn hay mượn Hà Nội để mà nó đem mấy cái vàng qua tiễn mà lưu động á, tao bắn ra ngoài biển là được rồi. Tại tao nó mà bắn qua, tao bắn vô là mày sập nhà lầu gán chịu à. Nó mới có cái bài ca gọi là thua biển đảo đập sập Bắc Hà Đế Kinh á. Khi Trung Cộng nó thua biển đảo, nó giận đập sập Bắc Hà Đế Kinh. Với hồi xưa năm thứ năm mấy clip cũ mà Kiệt có lên nói, kêu Việt Nam đi kiếm mấy cây tre, mấy cây trúc cầm sẵn. Tại lúc đó Trung Cộng nó lo nó không xong, mấy vị nói. Rồi mình tiến hành ra mình đuổi mấy thằng dịch đi thôi. Hey, đi vô, trả là Hoàng Sa lại, dẹp hết, trả Trường Sa lại. Không có phải là bữa hổm nó tuyên bố là Hoàng Sa là Nam Sa phải không? Không phải, ngày mốt mình đặt tên lại, mình đặt Hoàng Sa lại là Nguyễn Phú Trọng, đảo Nguyễn Phú Trọng. Còn đảo Trường Sa mình đặt lại là đảo Bác Phạm Minh Chính,
Bác Nguyễn Tấn Dũng. À, tại ông Trọng với ông Dũng, ông Bác Trọng ở ngoài Bắc phải không? Bác Dũng miền Nam. Thì mình đặt lại cho hai ông, bắt đầu lúc đó thuận hòa lại phải không? Giờ mỗi ông ra lấy đảo lại đi. Tuổi này tôi khắn rồi, hai ông chỉ cầm hai cây trúc ra đùa dịch về thôi. Thì lúc đó là đảo Nguyễn Tấn Dũng là Hoàng Sa, Trường Sa. Đảo Hoàng Sa là thành đảo Nguyễn Phú Trọng. Cái đuổi tàu về hết, có phải là Nam Bắc thuận hòa không? Thì có phải là đời nhà Trần lặp lại không? Đời nhà Trần có nghĩa là mình quên thù nhà mà lo dựng nước. Đó là thời ngày Trần đạo á. Thì tất cả quốc gia đó lúc đó sẽ gọi là tự do bầu cử. Sáu triệu chim hiền về, du học sinh, con của bác Lê Dũng, con của bác Phạm Nhân Đồng hay là con của bác gì gì mà ấy đó qua Mỹ, nó mà có tài nó có quyền ứng cử lại. Còn con của bác Nguyễn Văn Thiệu hay con của bác Nguyễn Cao Kỳ đó có tài về cứ quyền ứng cử lại, giống như Nguyễn Cao Kỳ Viên á, có tài ăn nói á, về ứng cử làm sứ công viên thế với bà Hằng Hằng gì á, Nguyễn Hằng gì á, mặt méo méo á, là ngon luôn á, có quyền ứng cử. Cái ta đâu phải đâu, phải là đảng viên, phải là con cháu, quên mấy vụ đó xưa rồi. Cái đó sau này sẽ thành xưa. Lời của Kiệt nói giỡn giỡn mà thiệt đó quý vị, không phải giỡn đâu, này nói thiệt luôn á. Thì lúc đó cái nhiệm vụ của Kiệt xuống trần là chuyện lạ, hồi nãy mình nói là bà đầu ba tấc là có thần linh. Rồi bây giờ mình nói là số mệnh của Kiệt là cái mối hàng. Mối hàng là hai bên mình phải hàng cho dính lại. Hàng miền Bắc, hàng miền Nam, hàng hải ngoại, hàng quốc nội. Người gật đầu ở này, HO gật đầu là chịu mình. Chứ hồi xưa chửi dân cộng dữ lắm, bây giờ bớt chửi. Nhờ mình lên nói riết là mấy ông HO giờ bớt chửi. Nhất là cái ông tóc bạc là ông già vợ ở đây, ông là đại tá cảnh sát. Trời, xưa ổng là ở trong sĩ quan Đà Lạt ra, không có cái hội đoàn nào mà ổng không ra cầm cờ ổng chửi về cộng. Ở ngoài Dynasty rồi mấy cái hội đoàn là không có nào thiếu đệ tử này nữa nè. Bây giờ mà nói chửi làm gì? Càng chửi á là những cái cột trụ á Việt Nam á nó càng ghét mình. Tại vì làm gì làm bệnh số lượng vẫn đông, vẫn là của trẻ 18 đến 45 á, là giữ nước tương lai. Cái thế gian này nó phù du 100 năm trả là cái gì hết. Mình mới đây á, mình nhìn lại đi. Có những lúc ngồi rảnh rảnh ngồi thiền, cái ở trên trời mới nói cho Kiệt biết. Tôi theo hộ Ngài từ lúc Ngài mới sanh, mới chớp mắt. Mà 14 tuổi Ngài qua Mỹ, hôm nay Ngài thành ra gần 50 mấy tuổi. Hồi xưa thì lăng tăng ở ngoài đường đi kiếm từng buổi ăn, còn hôm nay á rất là ý là mấy vị nói là lo lắng á, cái sự mà cực khổ á, rồi hôm nay Ngài cũng cực khổ lo lắng từng ngày cho đất đất Việt, công đức vô lượng. Ở đời có người làm, nếu mình là một người bi chí dũng, mình lo bi chí dũng nhỏ lo cho gia đình, thì khi mình chết mình trở tái sanh lại thành cửu quyền, thành người trở lại. Nếu mình trong lúc mình đang làm người, mình làm một quan chức mà mình biết lo cho dân, khi mình chết sinh ra tướng tử ra thần, mình làm thần. Giống như clip cũ mình nói ông Thiệu, bây giờ ổng đang là ông thần ở Phan Rang á, còn bác Mùi Dấu Văn Giáp á là hiện giờ đang là ông thần về chỗ tỉnh ổng. Bên kia không có cộng sản quốc gia nha, thượng đế hả, thằng nào mà yêu nước là ta cho làm thần à, thằng nào bán nước ta cho làm quỷ. Đó là cái luật gì. Còn nếu mà mình đang sống làm thân người mà mình lo việc lớn hơn, đó là tâm Bồ Tát. Còn ai muốn học làm thần làm Bồ Tát rất đơn giản. Còn ngày hôm qua thì có nói những đứa con ma con quỷ tâm lúc nào cũng sân hận ganh tị và sân si, khi chết đọa địa ngục làm súc sanh ngay lập tức. Khi cái tâm mình khởi hoan hỷ, mình khởi những cái thiện lành, khi mình chết mình sẽ trở về cõi trời.
khi cái tâm mình khởi mà đố kỵ sân si người này người nọ đó, là mình chỉ có đi địa ngục thôi. Hôm qua mấy công thức người ta nói đó. Với lại ở đời á, nó có ba thứ trong xã hội. Thứ nhất, những cái người mà nhẫn nại á, là đa số họ sẽ giàu có và họ được nhiều người dòng họ và bạn bè kính nể. Nhưng mà họ chỉ được chỉ nhẫn thôi thì họ đạt được những cái đó ở thế gian. Chỉ nhẫn sẽ thành công rất là lớn, trên triệu người. Nhưng mà nếu mà người mà có chữ nhẫn, trên chữ nhẫn nữa, rồi khi họ thành công nhờ có, họ đi làm những chuyện tốt thì rất là nhiều người quý trọng. Làm những cái chuyện thiện lành, xây chùa lập miếu rồi thí dụ này nọ, thì gọi là quý nhân, gặp ai cũng giúp đỡ. Thì ở một cái level đó, xã hội sẽ trân trọng người đó cao hơn một nấc, gọi là quý nhân. Nhưng mà trên quý nhân nó còn một cái bậc cao siêu hơn nữa, đó là những người sống ở thế gian mà không màng tới thế gian. Đó là giác ngộ. Khi mình biết cái thế gian này vô thường, mình không còn cái gì gọi là chấp hết. Dĩ nhiên là mình phải biết ăn để no, dĩ nhiên là mình phải đi làm để mình có tiền, và mình làm đúng cái bổn phận. Nhưng mà trên nữa là mình ngộ, có nghĩa là không, đâu có người, đâu phải ai giàu là ngưng đâu. Họ giàu họ có 1 triệu thì họ muốn đầu tư thành 10 triệu không à. Có nhiều người nói đủ tức là đủ, mà con số đủ là bao nhiêu mình đủ. Chuyện này ngày xưa lúc mà còn nghèo khổ mà sống lang bạc ở vỉa hè đó, chỉ mơ ước trong nhà băng chỉ có 1.000 đô thôi là con mừng rồi. Nhiều lúc bỏ cái ATM vô vô máy mà rút á, nó dưới 20 đô, nó có 10 mấy đồng, nó không cho rút. Tại cái tờ nhỏ nhất là tờ 20, mà nhiều lúc đói bụng rút, trời ơi, nó có 10 mấy đồng mà làm sao ăn. Người vô nhà băng sao lấy được, nó có khổ cái đó nữa. Chỉ mơ ước mình có 1.000 đô trong băng thôi. Nhưng mà cái mơ ước đó bây giờ đã vượt xa, thì từ đó mình mới biết được cái thế gian này nó vô thường. Cho nên từ ngày mà thầy chư hội đồng chư Phật với cha mẹ là tài tiền á, nếu mà con còn tham tiền con sẽ hủy xác ngay lập tức, con chết. Có nhiều người Phật tử ngay lúc đó chứng minh cả mấy trăm người, con đóng mấy ông hòa thượng ngay chỗ này. Ông nói anh thời đọc vậy mà anh không nhìn lại đi, anh đang là chủ cái hãng, 1 năm anh làm mấy trăm triệu mà anh thời vậy. Cái đó là khác. Tiền này á, là những cái hợp đồng tự nhiên, không có gũ nào đen tối nha, không có lộ nào nghe. Mình không có phải là làm hại một người, làm đau lòng một người hay dẫm chân cái business của ai để mình lấy cái tiền đó. Thì là mình không có tham tiền, nhưng mà mình cần tiền để mình trồng bông mà tưới nước, phải không? Mấy cái này một ngày á, cái sân này tưới 2.000 gallon nước á. Cái sân này nè, nó mới có cái cảnh đẹp như vậy nè, đâu phải bình thường đâu. Cái gì nó cũng tốn tiền hết á. Thì mình lấy cái đó để mình làm cho cộng đồng mình có cái nơi này. Ai về Bắc Cà Ly cũng có một chỗ để mà hóng gió. Tài là mình đã qua cái đó. Danh, chuyện này không có ham danh. Hồi lúc bắt đầu mới ra cái clip đầu, bị mấy nhân viên, những người bà con ở dòng họ chửi. Nói mày giàu quá, mày rảnh rỗi ha, mày điên rồi ha, ngồi thiền nhiều quá, tẩu quả nhập ma, lên nói mấy chuyện tầm bậy tầm bạ không. Tại khác chửi nặng lắm, mình không dám nói đây sợ tao bắt trước. Hiểu rồi á. Là coi như là phải ham danh. Rồi mấy bạn Mỹ của mình toàn là Elon Musk, hồi xưa mình làm đồ nó nè. Rồi mấy anh CEO của dòng dòng đây là hãng nào mình cũng quen hết, mấy anh chủ không à. Nói mày điên quá hả? Từng nào thứ sáu tao rủ mày đi ăn tối rồi steak đồ rượu đỏ rồi mày không chịu đi, mày sợ tốn tiền tao hả?
đó. Lúc đó tao ăn chay trường, tao không có ăn steak được. Mà nó chửi là danh, là mình không ham danh rồi, nó là mình mất bạn bè làm ăn, trời ơi dòng họ chửi. Anh em ruột mình cũng chửi mình nữa, thằng em nó quýnh mình á, trời ơi, mấy hộp chuỗi đang niệm Phật nó quýnh hộp chuỗi lăn ở trên đó sàn luôn á, nhiều khổ lắm. Là hai cái đó không có ăn à, tài danh sắc không có ghệ gì chứ đó, sư mẫu nhà là đủ rồi, là không có ham. À, du thiền là mình mua lâu rồi, mua năm 2000 là năm 1994 là bắt đầu chơi tàu rồi. Đó, những cái ngày mà 16 tháng 3 á, những cái đó sau ngày đó, đó là không có mua, không có xài tiền, sắt là luôn mấy cái đồng hồ sen rồi á, không có mua những cái gì có mà bây giờ xài á, là trước cái ngày đó. Và danh sắt thật thật là ăn, hỏi mấy đệ tử đây đi, cho ăn gì ăn đó, ở nhà cũng vậy, ăn cái nào một món hai món thôi, mà bữa nào ở nhà mà dọn ba món lên là không ăn, không á, miễn nó no là được. À, danh sắc thực thì là ngủ, ngủ mình đâu có ngủ nhiều, 4-5 giờ sáng ngồi thức dậy ngồi thiền đọc kinh đồ rồi, trên năm thứ đó mình làm được. Ngược lại thời nay nhớ ông thầy mặc áo vàng, chữ danh với chữ sắc thôi, chữ tài khỏi nói rồi, mấy ông đi show nhiều chừng nào á thì gây quỹ nhiều chừng đó.